Vâng, xin chào bác nhé. Thì tối nay thì cái khung giờ em sẽ lên live tầm 6 rưỡi 7 giờ nha các bác nhá. Đấy, thì hôm nay nồi em về đây. Nồi cũng về rất là nhiều nhá. Lọc không khí này, sinh tố này, bếp từ này các bác ơi. Bếp từ em chưa khui đâu nhá. Đấy. Nồi áp suất này, đấy, quạt nha các bác nhá. Đấy. Tối nay thì các bác nào mua bếp từ thì em sẽ kèm theo đó chính là một mã nồi áp suất nhá. Đấy, lọc khí em về cũng rất là nhiều này. Đấy, hàng rất là nhiều cho bác theo lựa chọn nhá. Đấy. Và đúng khung giờ tối ngày hôm nay nhá. Giờ vào 15 16 giờ 17 giờ nhá các bác nhá. 16 giờ 17 giờ gì đấy. Thì em sẽ lên live cho bác nhá. Đấy. Rất là nhiều hàng nha các bác nhá. Đấy. Cho bác theo hồ lựa chọn. Xin chào các bác nhé.